Kính thưa quý vị, nhận thấy đời văn minh quá thành, khiến người ta bỏ còi quên nguồn, vì lợi danh mà nỡ bỏ câu đạo lý nghĩa nhân để tranh giành quyền thế. Trước cảnh tình bi thảm đó, Đức Thầy động mối từ tâm. Lúc Ngài cư trú ở Bạc Liêu năm 1942, Ngài hạ bút viết bài Hoài Cổ để ngẫm nghĩ chuyện xưa. Kính mời quý vị theo dõi thi phẩm này. Nam Mô A Di Đà Phật. Bệnh tâm cất bút tỏ lời, xét xem hai chữ dần thời còn xa. Liếc nhìn thế giới càng qua, ngàn muôn binh tướng xua ra chiến trường. Dốc lòng tranh ba đồ dương, đeo câu danh lợi lấp đường nghĩa nhân. Gieo điều tàn khốc cho dân, khiến lòng tăng sĩ bâng khuâng lo lường. Tiếc thay đạo nghĩa luân thường, thành nhân đã dạch sẵn đường từ xưa, để cho quân tử lọc lừa ở ăn hợp lẽ ráng chừa tiểu. Trên vua minh chánh cầm cân, dưới hoàng liêm tiết xử phân công bình. Quyền cha quản xuất gia đình, dạy con phải giảng dịn hiếu trung. Từ ngày cách mặt cửu trùng, thái đời đổi cách bất tùng thanh tiên. Lần lần thế đạo suy mòn, nền xưa nếp cũ hỡi còn mấy ai. Nên ta thở vắng than dài, cúi đầu lại Phật niệm hoài mấy câu. Dứt trần mang bộ sông nâu, trong ngày chư quốc chư hầu tình.
đừng gây chinh chiến ồ ầm, để gây hạnh phúc mà tầm Phật tiên. Ta bà thật canh ưu phiền, duyên trần câu kết quan khiên bao đền. Thề dòng sanh tử có bền được đâu, chỉ bằng theo học đạo màu sớm qua khổ hại theo hầu Phật tiền. Như chim vào lưới xích xiềng trói thân, tính xong món nợ lần khăn, thoát dòng cương tỏa Phật.